Mày cả. Úi ôi, to thế. Đúng người theo. Tâm hồi chỉ đuổi anh em đã thấy rồi anh. Ở đầu đi. Thấy chưa? Tội anh này. Thấy chưa? Đầu đi. Tìm thử chứ nào. Người dân đây người ta vừa gặp con rắn rất là to, người ta đang đi nằm rừng nhá. Gặp rắn rất to, người ta gọi điện anh em ra đây. Hiện tại anh em đang ra đây vừa dùng mấy giò đây, mấy giò đây. Ui đây rồi anh em ơi, cái áo này. Đâu? Cái áo này để đây này, ui bạn thắt cây này. Ui đây đây. Đây, ui đây rồi. Ui vậy chắc cái ở cũng... Ui, có tiếng kêu chỗ này này. Đây chỗ này này. Đấy, đấy, thấy chưa? Đúng không? Lỗ này. Có lỗ không? Lỗ này. Ui giời ơi. Có tiếng kêu rồi, máy giò đã phát hiện ra rồi. Mấy lỗ này anh em ơi. Đúng không? Chỗ đấy rồi em ơi. Ui nhiều lỗ lắm. Nào thế nào? Toàn lỗ khủng bố này mà. Ui. Kinh thế kìa. Ui lỗ này. Ui lỗ to chưa? Ui lỗ to chưa này. Ui, thế này là gốc cây à? Gốc cây á? Đấy. Này. Lên đường lên đường. Ui, thấy chưa? Ừ, gốc cây không ạ? Ngày xưa là gốc cây, bắt đầu nó muối ấy lên. Đấy. Đấy. Lỗ này. Lỗ thạch đấy. Nằm dưới này rồi. Đấy. Ui, cây. Cái mối này viên gốc cây này. Cây luôn hóa thạch rồi. Kinh nhảy mồm, tốt đấy, này. Cây luôn hóa thạch rồi. Mồm cắn hỏng cây luôn. Ui, làm lỗ lắm anh em ạ. Ui, lỗ lắm. Không biết lỗ nào mà làm thế. Cứ phá ra có thì nó thấy. Ui, lỗ to thế. Này anh em thử xem là có khi có mối chúa ở đây nhỉ? Không, mối chúa này sâu lắm. Mối chúa nó không ở trên mặt mình đâu. Có nghiêm một tầng để mối chúa nó để hả các bạn? Mối này chỉ kiếm thức ăn cho nó ăn. Mối chỉ là con nhộng thôi. Bắt nó không có cánh đâu. Ừ, nó con nhộng thôi. Bắt nó đẻ kinh lắm. Ăn xong mới đẻ mà. Một giây không ăn. Ôi, bỏ đây nhỉ. Có tiếng làm nó có tín hiệu cơ mà nhỉ. Này tín hiệu chỗ này chăm chỗ này rồi. Chắc chắn luôn. Đấy giờ nó chăm. Đây này anh thấy rồi. Ôi chắc chắn này. Ôi nó ăn có gì nó ăn đi ở này. Nó cái đường muối gì nó đường muối đi đấy. Ừ. Ba người ta đấy. Ủa đấy, kêu tôi à. Ủa hàm đấy rồi. Tới hàm rồi. Đúng rồi đấy. Đấy thấy chưa? Hàm rồi tới rồi. Chuẩn đấy luôn đấy em ạ. Phá tan giống muối ra mọi người. Đấy hôm nay anh em phá tan cái đống muối ra để xem kiểm tra xem trong này là con gì đây. Ăn xuyên gốc cây luôn nhỉ. Chọc đây này. Đây. Cho nó ăn xuyên gốc cây luôn này. Xuyên gốc cây luôn. Đấy anh thấy nó vào cái bọng hầm rồi đấy. Cẩn thận đấy. Thấy chưa? Ui cái hầm này. Có tiếng gì? Ui đây. Ghé tai nghe xem nào. Tiếng gì? Ghé tai nghe xem nào. Ui. Ui cái tiếng gì? Ui chỗ này. Ui đang gầm gừ ở đây này. Kinh vậy cả. Ui nó kêu kinh lắm. Kêu kinh lắm. Tao đã ngoài xem. Chỗ kinh ghê nhỉ. Không biết cái con mối này nó cái chất đấy kiểu gì mà cứng đấy nhỉ? Nó có rãi của nó. Lấy tít thì thấy âm ti lên đây chứ không phải là vớ vẩn đâu. Khả tính. Nó đào thì đi đâu đào tổ lại đôi anh em đất để dâng lên, hiểu không? Nếu em biết bằng ngay đất thì em biết là nó sâu như nào rồi, nhờ. Ừ. Đào hết cả cái ụ luôn mà chưa thấy cái gì. Hình thế nhỉ. Hết cả cái gốc cây này. À, hết cả gốc cây này. Có cái lỗ này. Em lấy cái cán thuốc em thục trên này. Ui. Út rồi. Có rồi, có lỗ rồi, có lỗ rồi. Từng lỗ nó đây. Đấy, thấy chưa? Đây lỗ này, lỗ tròn xoay ăn này mọi người này. Xem này. Xoay ăn luôn. Đây, con gì này? Con gì đây? Đây, sáng loáng bên này này. Nhìn rõ luôn à? Nhìn rõ đây, quay này. Đây mọi người xem. Cái móc này, cái móc coi là chị thấy chứ.
Đây 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 đây, có rắn rồi. Ôi rắn 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 rắn. Rắn à? Rắn rắn rắn. Ôi rắn gì ấy? Rắn gì kinh nhỉ? Một rắn nhẹ này nhá. Kinh nhỉ? Nhẹ thôi. Không chọc vào người nữa này, uổng công anh em mình đấy. Ý công ấy nhỉ. Đến đây cái móc đi, đừng chọc lên đây cái móc đi. Người đây đấy. Đây này. Người đây này này, thấy không? Ui. Chọc cái là xong. Đấy, đấy, thấy chưa? Cái đầu này. Cái đầu này, cái đầu này. Đấy. Đấy. Oh my god. Ui ôi, to thế. Đấy mọi người thấy không? Xong rồi, chỉ đuổi anh em đã thấy rồi. Ở đầu đi. Thấy chưa? To thế này. Thấy chưa? Đầu đi. Đấy, ui giời ơi. Hồn chưa? Hồn gì? Xong chưa? Nó còn không ra, à, không chịu ra rồi. Móc cái này ra đi. Đấy, móc cho người xem nha, ra móc ra. Đấy. Ôi giời ơi. Oh my god. Ôi giời ơi. Ôi giữ chưa? Hai con. Hai con. Phải giữ chưa? Đây, 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 đây. Đấy. Sao? Đây này, thấy chưa mọi người thấy không? Ôi cái mồm kìa. Ôi giữ chịu. Ôi đọc con phun. Phun độc độc ấy. Phun độc độc cái này. Phun độc lắm. Quá nhỉ. Dữ lắm. Đấy, mọi người thấy không? Con này bánh đẹp thế. Đấy, thấy không? Quá kinh khủng luôn mọi người nhá. Thì sau một hồi truy đuổi anh em đã phát hiện nó ở đây mọi người nhỉ. Đây thì là bà lão chỉ con này đây. Chắc 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 đỏ nó quen rồi. Đem lùi nó bắt nha. Nuôi cả hai con này. Đi. Trời xin một cặp. Quá quặng với nhau. Nhau luôn nhỉ. Lấy cả đuôi ra xem. Cầm cả đuôi ra xem nào. Đấy là thế này. Quá. Ui ôi trời ơi. Ui. Như con kỳ dài hơn. Kinh nhầm. Con màu đen dài hơn. Con màu đen còn dài hơn cả con đấy. Dài hơn em luôn. Kinh khủng chưa. Một đôi này. Đuôi này, đuôi rắn này mọi người. Bắt được bỏ cái bao đi. Bỏ cái bao đi. Khá là đẹp đúng không người ạ? Hai con này chắc là vợ chồng luôn này. Một cặp đấy. Hai con này là một cặp, một đôi được cái này. Con này chắc là con cái này. Ôi, con này giữ được, này này cái mồm này. Giữ được. Nó mồm nó tấn công. Nhưng mà thôi. Thôi tôi cho nó vào túi cho nó ăn toàn công. Bắt thôi. Con này nó cắn phát là chết luôn đấy mọi người. Nó cắn phát là chết luôn đấy. Nên là mình, anh em không đùa nó được. Độc kinh lắm. Nó cắn có bao luôn đấy nhá. Giống này nó vậy đấy. Đấy mọi người thấy con rắn, cặp rắn chúa này to không? Kinh nhỉ. Nó trong cái ụ muối này mọi người nhá. Vậy là anh em bắt được hai con rồi nhá mọi người nhá. Mọi người xem có thấy kinh dị không? À, hết rắn cái hết kêu luôn. Ừ. Thấy không? Đấy mọi người nhá. Thì sau một hồi là anh em đã chinh phục được hai con rắn hổ mang bành chúa rất là to luôn mọi người nhá. Mọi người mà xem video của anh em mình cảm thấy yêu mến anh em mình, cho anh em mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhá mọi người nhá. Chào mọi người nhá.